Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Phổ Yên vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023. Tại ngày hội, hơn 300 đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân và nhân dân thuộc các phường vùng 2 thành phố Phổ Yên đã đăng ký tham gia hiến máu. Người tham gia đăng ký hiến máu được khám, tư vấn sức khỏe và xét nghiệm máu miễn phí. Kết thúc ngày hội, đã thu về 246 đơn vị máu đủ điều kiện để chuyển về trung tâm huyết học truyền máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân tại các cơ sở y tế.